Da đen đi. Anh em da đen lên còn tăng được nữa chứ. Đây đi đi, đây đi đi. Đợi nữa. Đâu không, cho nhỏ tiếng lại to quá. Không sao đâu, để cho to lên trên nó mới vui. Từ từ. Chạy đi đâu? Từ từ, nó tắt máy, tôi đi ngủ. Có mép để bật đèn pin kìa. Mới tối như vậy. Ủa? Bật đèn pin ngủ mà nó vậy hả? Ừ. An sao tưởng yên vậy? An ơi, chết An. Rồi. Tiểu hả? An ngất rồi. Em lên lại. Gì vậy? Yeah. Cái gì phía trước kìa? Từ đếm 1, 2, 3, anh em đi cùng nhau lên. Đi lên nào. Đếm nha. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, 3. Chạy đi. Ê, tái, tái. Á, đù mà. Sao tái trước mà? Chiếu vô, chiếu vô. Tái rồi. Cái gì vậy? Rồi. Không, đi rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu nè. Bây giờ, ê, cái này hay lắm là anh em cầm bình xăng, anh em để mẹ lại đi hết đi. Ừ, hợp lý. Tao thông minh vậy. Ghê, anh ta thông minh. Cô. Tàn sao tới. Đù má chạy đi. Ê, không hoạt động, để tao đi trước ha. Mày nhìn nó không bắt mày ơi. Không bắt cái gì, ừ, mày đã thử đi, thoải mái. Ui, chú ngủ ba. Giờ 1, 2, 3 đi vô nhà nha. Đi, đi, mép qua được, đi qua được. Ê, chim ơi. Chim à, để đây anh chim cho em xem. Trời, ai chiếu nó vậy? Cú, để qua đây. Đánh thôi, chạy vô nhà, chạy vô nhà. Đóng cửa lại, nào vô sao đóng cửa lại. Bỏ mày vô đây luôn rồi. Má, thiệt luôn hết. Con ba chưa xuất hiện mà tao thấy sợ rồi đó. Ê, tao phát hiện ngày nãy giờ tao không bật đèn pin. Gì vậy? Đâu vậy? Em bị bắt rồi. Cứu tao ấy đủ mà tao đang cầm medkit nè. Để quăng tao giữa nhà. Con trước đi vô là thấy rồi. Ủa gì tụi ta sau lưng này nè? Ê, má sao em này cao dữ ta? Này nhìn đủ má, nhìn tướng ngon quá ta. Siêu mẫu. Cao nhìn nữa lắm. Này phải biết lắm. Đi qua tao đi. Nó đi chậm như người thật giật vậy mà tụi bay còn sợ nữa. Đi hiện đại kìa. Má thì trương chứ, đen cầm vô phòng đó, hiện đại vô phòng đó. Chiếu. Rồi, được rồi. Tao đang trong nhà. Cố lên Long ơi, cố lên Long ơi. Tỉ mẹ mày Long ơi. Nó quên ơi, xịt nó quên ơi. Long ơi. Long an toàn rồi. Mày đâu? Ủa mày đâu rồi? Không nè. Ê, mày đâu rồi? Phòng khách, phòng... Ê, lộn, phòng sách. Phòng sách là phòng nào? Cứu tao. Sợ. Đây, tao nè. Mẹ nó dí sợ lắm chứ bộ. Ê, tao mới thấy cái bóng ngoài kìa. Đi lên lầu. Gì vậy? Ai đứa vậy? Thằng má. Má nó dí tao. Lên lầu. Đóng cửa lại, ơ không đóng cửa được à? Ôi sao mày nghĩ mẹ nó rồi. Cô. Bộ thằng giết kìa. Dê là bái, tao có cỏ. Đi. Chạy anh, chạy anh. Má, tôi thiếu mạng rồi đó nha. Nó dí hàng đại, nhưng mà hàng đại nó chạy nhanh hơn Long.